Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi nhận được một cái cuộc gọi từ nước ngoài gửi về, thì nó liên quan đến việc đứng tên dùm trên giấy tờ nhà đất. Thì thông qua cái video này thì tôi dành tặng cho quý kiều bào, những các anh chị và các bạn là những người đáng được hưởng những cái điều tốt nhất từ những cái quy định của pháp luật. Thì thực tế cho tới thời điểm hiện tại thì pháp luật vẫn chưa cho phép người Việt Nam, mà đặc biệt là người Việt Nam không còn quốc tịch thì không được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và họ chỉ được hưởng cái một cái căn hộ chung cư. Mà nói thiệt với quý vị và các bạn thì để mà được sở hữu một cái căn hộ chung cư nhỏ lẻ thì điều đó thật là khó khăn. Đa số các kiều bào, các quý ông bà và cô bác thì sử dụng cái kênh thứ hai, kênh chọn cho người thân, người nhà đứng tên giùm. Chán lắm. Người thân, người nhà mình, người ta bảo rằng là dò sông, dò biển, dễ dò, nào ai lấy thuốc mà đo lòng người. Dò thì dễ lắm, nhưng mà không hiểu được tư tưởng, tính cách. Và hiện tại thì cái tốc độ đô thị hóa, cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nó cũng đi kèm tới cái chữ tính của một con người xuống cấp quá. Hôm nay tôi kể đến quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà của một người thân. Thì thông qua video này quý vị sẽ hiểu được rằng mình sẽ biết ứng xử như thế nào. Câu chuyện của tôi ban đầu như thế này quý vị và các bạn. Có một người nước ngoài, một người Anh, vào khoảng năm 1995, anh gửi tiền về. Thì khi mà anh gửi tiền về thì lúc đó thì khoảng chừng 5.000 đô. Thì đất đai ở Việt Nam thì lúc đó cũng rất là rẻ. Thì anh mua khoảng gần 5.000 mét vuông. Thì anh gửi về, anh bảo rằng là thôi bây giờ ba mẹ lúc đó còn sống. Thì ba mẹ nói thì mày gửi tiền về thì mua miếng đất. Mua thứ nhất là để mở rộng cái phần đất để cho anh chị em, thì toàn là anh trai không à. Cho nên bây giờ mình mở rộng cái sản xuất thì để có làm ruộng, làm nông, làm vườn. Thì đó cũng là điều tốt. Thực ra cái phương châm của anh gửi tiền về kể như là anh cũng tặng cho gia đình thôi. Thì sau khi bàn bạc thì thống nhất, thì lúc đó thay thời điểm đó thì ba cũng lớn tuổi, mẹ thì cũng lớn tuổi, cho nên quyết định để một cái người em độc thân trong một gia đình. Nhà thì nói thiệt với quý vị và các bạn có rất là nhiều anh chị em, nhưng mà họ vẫn là để cho cái người độc thân. Vì họ nghĩ rằng là bây giờ nếu mà để cho một cái người anh em gì đó mà có vợ thì nó còn rất là nhiều vấn đề phải giải quyết sau này, rồi ly hôn, rồi tài sản chung vợ chồng. Họ cũng có một cái sự tính toán trong một gia đình, và cuối cùng để cho người em. Người em mà lúc đó là độc thân á, chưa có gia đình để đứng tên. Nói thì người em đứng tên giùm cũng giống như gia đình tôi thôi. Có thể rằng là con đứng tên giùm, nhưng thực tế là tài sản của ba mẹ. Thì khi mà người con đứng tên đó thì ba mẹ vẫn quản lý cái phần đất đó. Và giấy đỏ thì để trong két sắt thôi. Thì chuyện gì nó đến phải đến. Hơn 15 năm sau quý vị và các bạn ạ. Hơn 15 năm sau thì khi mà người mẹ chết thì gia đình loạn. Ông bố thì lại có một cái động tác gọi là không được tôn trọng nữa, vì lý do gì đó trong cái nội bộ gia đình. Và thế rằng là gia đình loạn. Loạn vì sao quý vị và các bạn biết không? Vì cái người mà gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ, gia đình thì không còn lại bình yên nữa. Và cái người em mà tôi bảo là cái thời gian năm khoảng năm 90 mấy anh độc thân đó, thì anh cầm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, anh đem về quê vợ của anh
đó là cái ngòi ngòi nổ bùng nổ. Thì cái người Việt Kiều họ đã về, họ nhiều lần điện thoại, thì người em báo anh nói chuyện kỳ vậy, đất này anh cho tôi rồi, đất cho tôi thì ai tôi đứng tên, tôi bây giờ tôi cũng vẫn đang quản lý sử dụng. Và một cái cuộc, thật ra quý vị và các bạn, đó là một cái cuộc gọi là xào xáo, một cái cuộc chiến tranh trong cái nội dung, trong toàn thể gia đình. Các anh chị em đều trách móc, tại sao mua miếng đất mà chỉ cho một đứa đứng tên, tại sao ba thì lại nói là thằng này thì nó lại như vậy, nghi kỵ. Một cái nỗi nghi ngờ trong nội bộ anh chị em. Sự việc không thể giải quyết được và cuối cùng quyết định đến tòa. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện nồi da xá tịch trong một cái gia đình, mà đặc biệt là một cái gia đình có một cái nề nếp, tuy nhiên vì cái đồng tiền nó làm mờ lương tâm. Tôi còn nhớ ngày tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thì tòa có hỏi đúng một câu như thế này. Tòa hỏi rằng, tòa hỏi cái người em mà đứng tên họ độc thân đó, thì tòa hỏi rằng tiền đâu anh lại mua 5.000 mét vào thời điểm anh mới có 16 tuổi. Thì anh trả lời như thế này quý vị. Tòa biết không, ban ngày thì tôi đi làm, ban đêm tôi đi chạy xe ôm, tôi kiếm tiền để tôi mua miếng đất này. Thì tôi hỏi rằng là khi mà anh đi làm ruộng như vậy á, thì tất cả những cái công cụ sản xuất như máy cày và máy suốt đó là của ai gửi về? Thì anh này lại giấu đầu mà quên đuôi, thì anh bảo rằng là từ cái anh Việt Kiều nước ngoài gửi về. Thế đấy quý vị và các bạn, tôi sẽ không kể cho quý vị và các bạn nghe cái đoạn kết, vì tôi nghĩ rằng chúng ta thừa hiểu rằng khi đứng tên dùm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì cái phán quyết của tòa nó có thể rằng là công nhận cái quyền sử dụng đất cho người đang trực tiếp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng có thể tuyên cho cái người ở người Việt Kiều đó, kiều bào người Việt Kiều đó, người đi kiện đó, hưởng về mặt giá trị, hoặc cũng có thể tuyên mang tính chất là 50%. Sau khi trừ lại cái số tiền anh này gửi về và tính tới công sức của cái người gọi là đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có những cái phán quyết thật là khó, nếu mà đưa ra một cái đáp số trong cái việc tranh chấp quyền sử dụng đất đứng tên dùm. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà đứng tên dùm thì hiện tại nó sẽ không còn quá gọi là số lượng là ít nữa, mà tôi chỉ nghĩ rằng là nó rất là phổ thông. Vì quý vị và các bạn biết không, khi mà hôm nay mình mua một cái phần đất thì tôi cứ cho thí dụ là 5.000 đô như cái anh kia đi, thì khoảng chừng 10 năm sau thì nó lên con số là có thể là nhân lên gấp 10 hay là gấp 50 lần. Thì đó là một cái kênh đầu tư lợi nhuận cao chứ. Nhưng nếu như trong trường hợp những người thân của mình có một cái niềm xác tín, một cái uy tín rằng tôi đứng tên dùm, nếu sau này tôi có vợ có chồng thì tôi vẫn trả lại cho anh tôi. Kể vậy thì mới nhớ, tôi cũng có một cái người quen, thì tôi làm cho họ một cái bộ hồ sơ, và sau khi đứng tên dùm thì họ mang giấy tờ ra nước ngoài hết luôn. Và bằng một cái kiến thức thì tôi mới nói cả cái người đứng tên giúp và cái người đứng ngoài luôn. Thôi thì bây giờ như thế này, luật sư sẽ làm cho quý vị và các bạn về mặt cơ sở pháp lý. Dĩ nhiên rủi ro thì nó ở lòng người thôi. Nếu sau này kiều bào bán được, anh Việt Kiều bán được số tiền bao nhiêu, thì người nước ngoài phải đứng lên để mà
và cho người ta một chút xíu cái lợi nhuận. Như vậy thì nó sẽ mang tính chất fair play và công bằng. Thưa quý vị và các bạn, cây mỗi hoa nhà mỗi cắm. Đến văn phòng luật sư thì tôi sẽ tính bằng cách đó, nhưng mà có thể đến một cái số văn phòng luật sư khác thì họ sẽ có những cái phương án nào đó khả thi hơn, phương án nào đó tốt hơn thì tôi cũng không rõ lắm. Tại vì với cái kinh nghiệm làm cái nghề này thì tôi vẫn giữ cái bản chất của mình là bản chất thật, và cái việc gì nói thì vẫn phải nói để tránh những trường hợp sau này phát sinh tranh chấp thì đáng tiếc lắm. Thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn trong những video tôi chỉ mang một cái tính chất là gợi mở đến quý vị và các bạn qua một cái thông tin của video này. Tôi gửi đúng một thông điệp. Thông điệp đó là gì quý vị và các bạn biết không? Đứng tên giùm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì quý vị và các bạn hãy nhớ một điều duy nhất là cái nguồn tiền mà quý vị gửi và các bạn gửi về Việt Nam, quý vị và các bạn phải có bằng chứng. Quý vị và các bạn có thể quên hết tất cả, quên hết tất cả những cái gì nãy giờ tôi nói, nhưng quý vị chỉ giữ lấy một điều: nếu quý vị và các bạn nhờ một cái ông A đứng tên trên cái sổ đỏ này, đứng tên trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì quý vị phải rất là lưu ý bằng cái nguồn tiền chuyển khoản về. Tôi không biết, có thể bằng tay, có thể bằng thông qua hệ thống Western Union, có thể thông qua hệ thống gì đó. Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện là tốn phí, tốn thuế. Chúng ta hãy mạnh dạn chuyển về, và đó là mình sẽ ghi rất là rõ chuyển về với mục đích như thế nào đó. Và nếu được thì trước khi quý vị và các bạn nhờ ai đó đứng tên giùm thì hãy đến một cái văn phòng luật sư này để PR cho cái nghề luật sư. Đến một cái văn phòng luật sư tại ít ra là người ta sẽ lập cho quý vị và các bạn và người nhà quý vị và các bạn những cái ràng buộc về mặt pháp lý, hạn chế đến mức những rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện về đứng tên giùm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi thì nó là như vậy. Chắc chắn thì trong những cái video tới thì tôi cũng sẽ gửi tiếp những cái thông điệp cho quý vị và các bạn, những chị làm việc, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Vì lý do tại sao tôi lại làm video này thì hôm qua cũng có người bạn họ nói với tôi rằng là lý do tại sao tôi làm video này, vì ngày hôm qua tôi có nghe một người bạn họ bảo rằng là ở nước ngoài rất là dễ nổi điên vì cái áp lực công việc. Có người thì làm 2 job, thậm chí có người làm tới 3 job để mà cài, để lấy cái thu tiền. Có thể rằng là họ cần những cái số tiền này để mưu cầu cho chính bản thân. Cũng có thể rằng là cái cuộc sống của đất nước công nghiệp nó cần lắm những cái giá trị của sức lao động. Thông thường thì quý vị biết rồi, mình đi nước ngoài, nếu mình muốn thành đạt nơi xứ người thì ít ra mình còn phải trải qua thời gian 10 năm, 20 năm sinh sống, làm việc thì mình mới có một cái nghề gọi là nghề trí thức, hòa nhập được, nói được ngôn ngữ. Còn bình thường thì mình cũng sẽ đi làm một số hãng xưởng thì cái thu nhập nó cũng vừa phải. Và cái điều mà quý vị và các bạn kiều bào mà muốn đầu tư ở Việt Nam thì đó cũng là một cái kênh lợi nhuận, nhưng chúng ta hãy rất là tỉnh để tránh những trường hợp gọi là mất cả tiền, mất cả tình cảm của gia đình, dòng họ. Thưa quý vị và các bạn, thông điệp của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có những cái vấn đề cần thắc mắc thì xin hãy gửi lại cho tôi. Thì tôi sẽ sau khi mà hàng loạt những cái video để tặng cho Việt Kiều thì chắc chắn tôi sẽ có những cái livestream trực tiếp để quý vị và các bạn xem. Tôi cũng không biết là ở nước ngoài sẽ có cần những cái livestream như thế nào. Tuy nhiên là giờ giấc ở Việt Nam và nước ngoài thì cũng có những cái khác nhau. Thôi thì quý vị và các bạn cứ để lại comment cho tôi, và quý vị và các bạn
sẽ cho tôi một cái thời gian nào đó để quý vị và các bạn cần hỏi những cái số câu hỏi liên quan đến việc pháp luật Việt Nam nói chung, thì tôi sẽ cố gắng và thu xếp để trong một cái chương trình livestream trực tiếp để trả lời đến quý vị và các bạn, vì người Việt Nam mình rất cần một cái sự hỗ trợ pháp lý, pháp luật từ luật sư, và đây cũng đúng là cái tiêu chí của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Tôi xin trân trọng và cảm ơn.